Ông cháu chiến kiểu tóc gì ông cháu nhá? Ông chú cắt cho cháu quả tóc nhìn tây tây một tí ông chú ạ. Bạn gái cháu mới từ bên Pháp về. Bạn gái là người Pháp hay là người Việt Nam cháu? Bạn gái cháu người Việt Nam sang Pháp ông chú ạ. À người Việt Nam sang Pháp à? Vâng. Thế bây giờ là ông cháu muốn để quả đầu nhìn trông tây tây đấy đi. Đúng rồi ông chú ơi. Nếu mà tây là phải nhuộm lông tây nhá. Ok ông chú. Xong rồi tí nữa đón bạn gái cho nó gọi là chất ông cháu chưa? Ok vào việc ông luôn ông cháu nhá. Vào việc luôn đi. Ngủ đi ông cháu. Sao đây ông cháu? À quên ông chú ơi, cháu không cắt kiểu đầu tây nữa đâu. Ê, cắt ông đầu nào? Ông chú cắt cho cháu kiểu Lê Minh Hô Hàn Quốc đi ông chú. Đâu xem nào? Đây đây ông chú ơi. Kiểu này đi. Vâng. Luôn lần này nhá, đang cắt dở thì lại giật hết cả mình tí cắt vào tay đấy. Okay. Thế bây giờ là sang kiểu Lê Minh Hô Hàn Quốc không cắt đầu tây nữa đi. Vâng, cháu thích kiểu Hàn Quốc. Thế ngủ đi để cắt, rồi giật hết cả mình tí cắt vào tay đấy. Ngủ đi. Ôi, từ ông chú ơi, cháu suy nghĩ kỹ lại rồi, cháu không cắt kiểu Hàn Quốc đâu. Ông chú cắt cho cháu kiểu Tây đi ông chú ơi. Ôi thôi, tao đéo cắt cho mày nữa đâu. Từ lại đến giờ, thôi mày về đi. Cắt, thay đổi 3-4 lần liền, đéo ai cắt được. Còn bao nhiêu người chờ đây đi về đi. Ông chú bình tĩnh ông chú ơi. Ông chú cắt cho cháu đi, cháu bo ông chú 2-3 lốp luôn. Thế mày bo đi. Vâng. Thế bây giờ quyết định là đầu nào? Đầu kiểu Pháp ông chú ạ. Đầu tây đấy gì? Vâng. Cắt đi nói luôn câu đấy, cứ lúc nọ lúc kia. Lốt lần này nên đéo cắt tóc nữa đầu đấy. Thôi ngủ đi. Cháu ơi xong đấy. Quả đầu để cháu đi đón bạn gái cháu bên Pháp. Đâu chú nhở? Đấy ông cháu. Được không? Chú cạo cả sẹo cho ông cháu luôn này. Cúi đầu xuống. Đẹp chưa? Chú nhuộm cho ông cháu màu lâu tây luôn rồi đấy. Nhìn tây không? Tây đấy chú ạ, nhưng mà cháu lại đổi ý rồi chú ơi. Cháu lại thích kiểu giống ông chú cơ. Ui giời ơi, đây. Ông vừa phải đây, một lần cắt tóc của ông thay đổi 3-4 lần ý kiến tôi không chiều được ông đâu. Ông vừa xong bảo ông còn bo tôi thêm vài trăm nữa đấy. Ông chú nói nhỏ thôi, không được thì thôi. Ở đây chú nói rất là bây giờ mày cháu... có mày đổi kiểu như thế chú không phục vụ được. Cháu là khách phải chiều cho ý cháu chứ. Chiều người ta chiều vừa phải thôi, ông cứ lúc thế này lúc thế kia làm sao người ta chiều được. Được rồi, bây giờ cháu bom chú 1 triệu được chưa? Ờ thế thì được, chú thank you, chú cảm ơn. Và chú nói thật là ông cháu lần sau cắt tóc kiểu nào thì cắt kiểu đấy luôn, cứ đổi kiểu liên tục, chú mệt. Thật sự đói chú đã ăn cơm đâu, nhá. Ok ông chú ơi. Thế thôi thì ông cháu bo chú đi, ông cháu chuyển khoản nhá, hay là tiền mặt? Chuyển khoản chú nhá. Ok ông cháu ơi, thank you ông cháu nhá. Ok ông chú. Đi đón bạn gái bên Pháp luôn đi. Đầu này chú nhuộm cho lâu tây là đẹp lắm rồi đấy, còn cạo sẹo nữa. Nhá. Ok nhá, thế tí chú cháu sẽ làm kiểu ảnh nhá. Chốt luôn ông chú ơi. Ok ông cháu ơi, xong rồi.